Hello anh, chào anh em ha. Thì hôm nay Thanh Tâm tiếp tục quay lại bãi cũ anh em ơi. Thì cái bãi mới bên kia bãi sen đó anh em, nó quá trời gió anh em ơi. Gió quá lưới Thanh Tâm văng ngang á, chịu không nổi anh em ơi. Chim đi cũng kém. Nên Tâm về cái bãi cũ gió xui anh em. Dù gì nó cũng có hàng Bình Đằng trắng gió Nam là cũng đỡ anh em ơi. Quá trời gió anh em ơi. Về đây ý là có trắng gió rồi mà còn bọc túi nè. Nên là anh Tâm về đây với cái ở đây là ở bãi người ta đang dọn đất xạ đó anh em. Nên là bãi nó trống. Quánh cũng dễ anh em ơi. Thì cũng thông báo với anh em thì gà cũng đang đi mạnh ha. Thì hôm nay Thanh Tâm về bữa đầu tiên không biết sao anh em ơi. Về ngay chăng bữa đầu tiên gặp ngay chăng máy dậu bơm nước ngay chăng đầu sào nữa anh em. Thì đêm nay không biết kết quả làm sao đây anh em ơi. Cố gắng quay video cho anh em xem luôn ha. Chứ máy dậu bơm nước cũng chua ăn quá anh em ơi. Lúa ở đây thì chỉ có miếng cô chú này thì ông xạ hơi lâu nhưng mà chết hết còn cỏ không. Thấy bị mắc lỗ quá trời luôn anh em ơi. Này lúa cũng mười mấy ngày rồi. Còn mấy miếng bên kia thì đang xạ tè tè anh em cũng nghe đó. Còn miếng này thì bơm nước vô nghe anh em. Bơm nước vô đang chục và bơm nước mặn đó nè. Nước mặn nên bà con người ta ngưng lại nên giờ mới bơm lại nghe nè. Giờ nước ngọt lại anh em. Thì hiện tại thì cũng thông báo cho anh em là hiện tại thì con gà đi mạnh nghe anh em. Tại vì bây giờ là sòng gió Nam lại anh em ơi. Mấy ngày trước thì nửa tháng trước đổ đi thì nói chung là gió đổi tới nó lùi đó anh em, mưa gió rồi chỉ chớp quá. Bây giờ hiện tại thì trời rất là đẹp. Rồi trời mu anh em ơi, đầu hôm nó mu vậy chứ hơi chút phê đẹp lắm anh em. Gió Nam nó sòng đó anh em nên là con gà đi mạnh rồi ha. Chuyện gà tháng này thì nói chung là gà mồng thì anh em cũng biết rồi. Nói chung là anh em cứ nhiều anh em qua mấy ngày nay quánh cũng ok rồi đó. Mình Tâm chỉ cho anh em quánh cũng ok lắm rồi đó. Đêm hôm này Thanh Tâm ở bên bãi bên kia cũng được 5 con gà nè. Mà gió quá gió anh em ơi. Bữa nay Thanh Tâm sẽ về cái bãi bên này lại. Về bãi cũ là anh em ơi. Ở đây phức gió rồi cũng dễ chịu anh em ơi. Bển gió dây rồi như cây cung ở bển anh em ơi. Sợ gãy sào rồi. Bển để vài bữa nó im gió về bển quánh lại nè. Như mình chạy mình đổi luồng đó nè. Đổi luồng cho nó lạ. Thì mà đêm nay về đổi luồng ngay gặp ông lý bạn này ông bơm nước nữa thì không biết sao luôn anh em. Thì nhiều anh em cũng gửi lời cảm ơn Thanh Tâm đã chia sẻ tiếng chim cho anh em. Thì anh em cứ xài bình thường ha. Thanh Tâm thì nói chung là không có tính toán với anh em ha. Anh em nào cũng nằm đồng cực khổ thì anh em cứ quánh được thì cứ ok anh em cứ xài ha. Còn anh em nào mà dư giả chút xíu thì dễ thôi mà. Có gì đâu mà khó. Vô Zalo nhắn tin. Vô Zalo nhắn tin Tâm gửi số tài khoản qua lụm liền gì đâu. Rồi nói đùa với anh em cho vui ha. Thì cũng buổi chiều này cũng chúc anh em một buổi chiều thành công ha. Mong là đêm tối đêm nay anh em có kết quả tốt ha. Để mai mốt Tâm có cà phê đủ uống ha. Còn bây giờ thì Tâm sẽ quay sơ sơ cái cảnh đồng lúa bãi cũ của anh Tâm ha. Tâm gà anh Tâm bỏ cũng lâu lắm anh em. Bỏ cũng gần cả tháng rồi chưa có về bãi cũ. Giờ về bãi cũ giờ cỏ lên um tùm anh em ơi. Cũng chưa có phát được nữa. Đồng lúa ở đây thì nó rất là đẹp anh em nhìn nè. Thì chỉ có miếng lúa là bị mắc nhiều thôi anh em. Bên kia thì lúa đang xạ nghe nè. Ở đây thì ông anh cũng đang bơm nước anh em ơi. Bơm nước đạn sới chục. Ở đây Thanh Tâm có cái chỗ Nam nè nè. Chỗ Nam có cái bờ Bình Đằng sau lưng Thanh Tâm là trắng bớt nè nè. Nên là ở đây gió nó cũng không đến đổi là ở đây là hiện tại thì cái đọt Bình Đằng nó quạt luôn anh em. Nhưng mà gió ở đây chỉ có phất phơ ha. Tại lưới của Thanh Tâm nó hơi xui đó anh em. Nên là bình thường ha. Nên là cũng không đánh đổi mạnh anh em. Thì thường thường dạo gần đây thì con gà nó đi hơi trễ nha nè. Gà đi tầm 2 giờ đến sáng ha. Chứ không có đi sớm giống mọi khi anh em ha. Thì dùng của anh em là ít gió hay sao thì anh Tâm muốn biết ha. Chứ bên Thanh Tâm gió dữ lắm. Tới nửa đêm đổ về sáng nó mới dịu gió chim nó mới đâm nha nè. Thì bên Thanh Tâm là vậy còn bên anh em thì nó khác ha. Anh em thấy cái bãi không? Thấy cái bãi ok không? Bãi này mới đã nè, chạy là bao té luôn.
cái bãi bên kia chạy, bãi bên này là khỏi mở đèn luôn nè, chạy khỏi mở đèn luôn, bên kia phải mở đèn mà sợ té nữa. Bãi này là quá quá lý tưởng luôn, bãi này tới 5 mét nha nè, bao chạy luôn. Rồi giờ thì hẹn anh em kết quả sáng ngày mai ha, để coi thành quả có tốt không anh em. Với bãi cũ này lâu quá anh Tâm không đánh lại ha, cái máy dầu nó đang bơm nước thì cũng không biết sao luôn anh em ơi. Thì cũng mong là có cái video để cho anh em có kết quả tốt, để cho anh em sáng ngày mai để có clip mà xem ha, mà không có là up video là không có kết quả luôn đó. Rồi giờ anh Tâm nói là chào anh em ha. Sáng à anh em ơi, bữa mở đầu bữa bãi mới lại cũng ngon quá anh em ơi. Bữa báo kết quả cho anh em buổi sáng luôn ha. Tổng cộng 2 gà mồng nha anh em, 2 gà mồng, 2 trống mồng, 2 mái, 2 chích nha anh em. Cũng được, sống được anh em ơi. Bữa nay anh Tâm bãi này anh Tâm không có kẹp chim nhỏ luôn. Này trống tơ chứ không phải con mái nè. Con này trống tơ. Vì tổng cộng là 3 trống. 3 trống mà con này tơ, muốn bằng mái luôn anh em ơi. Con này mới ăn mái nè. Này trống tơ giò chà bá nữa mà hơi ốm. Vậy là cũng đủ sống nè. Cũng được ký ngoài anh em ơi. Chích vé nữa cũng im rồi. Cũng lụm thật tiền. Rồi, vậy Thanh Tâm chúc anh em một buổi sáng an lành vui vẻ ha. Thì anh em thấy có hay xin cho anh Tâm một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ ha. Giờ thì Thanh Tâm xin nói lời chào với anh em ha. Hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Chào anh em ha.